Vâng, xin chào mọi người nhé. Trước mặt các bạn là một cây sáo DG Zifeng 8807, phiên bản không khớp và màu là màu nâu. Cái loại này thì có một phiên bản khác, đó là màu đỏ và dây cước đỏ các bạn nhé. Đấy, cái này thì nó classic hơn, trông nó gọi là cổ điển hơn. Đấy, đây, Zifeng 8807 các bạn nhé. Bên trong có sơn lòng đỏ. Cây này thì mình order cho khách trước Tết này. Trước Tết thì tính ra cách đây khoảng tầm 2 tháng rồi. Hàng chất lượng bao giờ nó cũng có hai chữ tinh luyện đằng sau. Đây là đầu sáo này, cắm rất nhiều cước, trông rất là chất. Đấy, cái sáo rất là dày nhé, cầm cái này nó phải to ngang với cây DG Son các bạn ạ. Nhưng mà không phải lòng nó to mà là trúc nó dày. Đấy, cầm trúc rất là nặng. Thì cây này mình trước là order cho khách trước Tết là giá 3,3 triệu. Sau đó là khách lại muốn đổi sang Đông Sehua 8883, thì cây này nó lại trở lại với mình. Hôm nay mình sẽ lên video thanh lý cho các bạn với giá là 2,2 triệu nhé. Thực sự cây này rất ít sử dụng, chắc chỉ thổi được vài lần xong là gửi lại thôi bạn ạ. Đấy, rất ít sử dụng, mới mình đánh giá nó rơi vào 99%. Đây là phụ kiện của nó, thì có túi nhung và một cái hộp kèm theo là mấy gói bằng dung của hãng nữa. Lát nữa mình sẽ tìm, mình không nhớ là mình để đâu. Sáo sơn lòng rất là chất, hai đầu bạc xương các bạn nhé, xương bò. Nói chung nhìn tổng thể cái này rất là đẳng cấp. Có mấy cây của những nghệ sĩ lớn họ cũng thiết kế theo cái kiểu này. Anh em xem YouTube có thể rất hay bắt gặp cái kiểu này đúng không? Đó, đây là một cái kiểu thiết kế rất là phổ thông. Và thực sự là càng chơi lâu năm thì họ sẽ càng hướng đến cái sự đơn giản như thế này. Họ không thích màu mè. Đấy, nếu mà chơi cái này, cây này sừng lâu thì nó không bị chán. Và bây giờ mình sẽ test âm cho mọi người cùng tham khảo nhé.